Rồi xong luôn, có khi nào về dự lễ đại tượng của bà cố mà Su nhà mình gãy răng không nè? Vậy là tròn 2 năm kể từ ngày bà cố của Su mất rồi đó cả nhà. Lần này là lễ lớn và rất quan trọng nên tất cả các con cháu, anh chị em trong nhà đều hội tụ về đây hết trơn. Lễ này là lễ chính thức cả đại gia đình được xả tang sau 2 năm triệu tang bà cố đó. Thế nào cũng sẽ có bạn hỏi sao ai cũng mang đồ trắng mà cô Trang không có mang. Thì thật sự thì Trang đã được xả tang trước đó cách đây 1 năm rồi. Thành ra mẹ Trang chỉ cần ở phía sau lo chuẩn bị công tác hậu cần thôi à. Sau khi các thầy và sư cô đọc kinh sám hối và thực hiện các công tác xả tang xong thì bài vị của bà nội cũng được dời vào vị trí trọng tâm. Ngày xưa khi bà nội còn sống thì rất hay đi chùa và ăn món chay, vì thế lễ lần này cũng tất cả đều là món chay hết trơn. Cơ mà nhìn món chay vậy chứ ngon lắm mà nha. Nào là gỏi, nào là cà ri bánh mì, nào là lẩu, trời ơi là trời, nhìn mà phát thèm luôn à. Còn đây chính là đầu bếp trưởng, cũng chính là hai cô ruột của mẹ Trang, cô Cả và cô Út. Chính hai cô là người sắp xếp mời các thầy và sư cô về tổ chức đại lễ cho bà nội đó. Ê mà hai cái bà Su kia đang làm gì vậy? Tưởng thế nào thấy nhiều bánh kẹo quá. Thế là hai chị Su nhà ta mê cái mâm này từ lâu lắm rồi. Bà nghĩ sao mà bà cầm cái mía lên nói cây này quánh lộn được không mẹ? Ơ mà cái dòng họ nhà Trang có truyền thống ngộ lắm nha. Con gái thì ngồi ăn chứ mấy anh con trai dọn dẹp thấy mồ luôn. Xem cái tướng cắm đầu vào ăn của bà Di chuẩn bị lấy chồng kìa. Nhìn cái cách chị đi ăn mà học hỏi nè, phải biết ăn trong nồi ngồi trong hướng như tôi chứ. Rồi xong luôn, mẹ đã nói cây mía này nó cứng lắm, Su cắn không có được đâu. Su cắn một hồi là gãy răng đó. Tưởng thế nào, bà cắn không được bà quăng cái veo rụng hết hai quả mận của nhà người ta.